Tư thế ngủ tiết lộ điều gì về bạn? Bạn có biết rằng tư thế ngủ của bạn có thể cung cấp một số thông tin chi tiết và manh mối về tính cách của bạn không? Khi bạn ngủ ở một tư thế khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất, điều này truyền đạt những gì chân thực nhất về con người bạn, bởi vì bạn làm điều đó một cách vô thức và chúng thuộc về bản năng nguyên thủy nhất của bạn. Dưới đây là 7 tư thế ngủ phổ biến nhất, cùng những loại tính cách cụ thể được phản ánh thông qua tư thế đó mà các chuyên gia đã phân tích. Một, tư thế ngủ như em bé, tư thế bảo thai. Tư thế nằm nghiêng một bên và cuộn tròn chân vào người. Đây là tư thế ngủ được xem là phổ biến nhất đối với mọi người. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi chuyên gia về giấc ngủ Chris Iskorsky, tác giả của cuốn sách Học cách ngủ ngon, 41% dân số trên thế giới thường ngủ với tư thế này. Các chuyên gia về giấc ngủ cũng cho rằng ngủ ở tư thế em bé là tư thế ngủ thoải mái, ấm áp và an toàn với hầu hết mọi người, đơn giản chỉ vì tất cả chúng ta đã nằm ở tư thế này khi còn trong bụng mẹ. Người ta tin rằng những người áp dụng tư thế ngủ này có xu hướng nhút nhát, nhạy cảm và hướng nội. Những người điềm tĩnh và đáng tin cậy như thế này luôn khao khát được che chở, thấu hiểu và thông cảm. Và mặc dù họ có thể có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng sâu thẳm bên trong, họ là một trong số những người tốt bụng nhất, dịu dàng nhất và có trái tim nhân hậu nhất mà bạn từng gặp. 2. Tư thế ngủ nghiêng một bên như một con lăn gỗ. Tư thế ngủ như một con lăn là tư thế nằm nghiêng về một phía, hai chân duỗi thẳng và cánh tay đặt tại chỗ. Đây được xem là vị trí ngủ phổ biến thứ hai đối với tất cả mọi người. Mặc dù tư thế ngủ có vẻ cứng nhắc, người ngủ ở tư thế này lại thường rất dễ tính và có xu hướng xã hội cao. Họ có thể trò chuyện với tất cả mọi người, đặc biệt là thích tụ tập và trò chuyện với đám đông. Bên cạnh đó, hầu hết họ đều có xu hướng tin tưởng và ấm áp, nhưng cũng hơi cả tim và ngây thơ. 3. Tư thế người lính. Tư thế ngủ như một người lính là tư thế nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng theo hai bên thân mình, giống như họ đang đứng nghiêm chỉnh. Những người ngủ ở tư thế này sống nghiêm trang như chính tư thế ngủ của họ. Họ là những người mạnh mẽ, im lặng, tập trung và không thích làm phiền người khác. Họ yêu những gì quy củ, khuôn mẫu và thường rất nghiêm túc. Do đó, những người ngủ ở tư thế người lính thường có những kỳ vọng cao cho bản thân và những người xung quanh. 4. Tư thế nằm sấp hay tư thế nhảy dù. Tư thế nhảy dù nghệ thuật là tư thế nằm sấp, đầu quay sang một bên với hai cánh tay quấn dưới gối. Như chính tên gọi, những người ngủ ở tư thế này có tính cách vui tươi, cởi mở và hết sức thẳng thắn. Họ có tinh thần tự do, quyết tâm làm những điều bản thân mong muốn và chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, những người ngủ ở tư thế này thường có những lo lắng nội tâm và luôn mong muốn giải quyết mọi khó khăn một cách tốt nhất có thể. Đây cũng được xem là tư thế ngủ kém hiệu quả nhất vì nó làm gia tăng đáng kể nguy cơ đau cổ và lưng do các cơ nhạy cảm có chức năng bảo vệ bộ phận đó trở nên co cứng. Nếu bạn cảm thấy thoải mái nhất ở tư thế ngủ nhảy dù, hãy nằm úp mặt trên gối với trán ở vị trí mép gối thay vì quay đầu sang một bên. Như vậy sẽ đảm bảo đường thở của bạn mở và làm giảm căng thẳng trên cổ của bạn trong khi ngủ. 5. Tư thế sao băng. Đây là một tư thế độc đáo. Tư thế nằm ngửa, duỗi hai chân, hai tay duỗi quá đầu, trông như một ngôi sao biển trên đất liền. Tư thế ngủ như một ngôi sao băng được xem là tư thế ít phổ biến nhất. Tư thế nằm ngửa với hai chân duỗi ra, hai tay vươn ra khỏi đầu, trông như một ngôi sao biển trên cạn. Những người ngủ ở tư thế này thường có một phong cách độc đáo, tuy nhiên họ là những người bạn rất trung thành và luôn đặt các mối quan hệ lên ưu tiên hàng đầu. Họ thích được trợ giúp và cũng rất thích giúp đỡ người khác. Điều này giải mã cho đôi tay dang ra của họ khi ngủ như muốn ôm lấy tất cả vào lòng. 6. Tư thế ngủ với những giấc mơ. Người ngủ nằm ở cả hai bên cơ thể, cánh tay duỗi ra trước mặt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ngủ ở tư thế này thường rất thú vị và cởi mở. Tuy nhiên, họ thường cảnh giác với những người bạn mới cũng như những người quen mới. Những người ngủ ở tư thế này thường rất thận trọng và cân nhắc trong mọi việc, từ học tập cho đến đưa ra quyết định. Tuy nhiên, khi họ đã xác định được mục tiêu, họ sẽ quyết tâm đi theo con đường đó đến cùng. Tư thế ngủ với những giấc mơ thường xuất hiện ở những người tốt và đáng tin cậy. 7. Tư thế ngủ co một chân lên. Nếu bạn có xu hướng ngủ với một chân giơ lên, điều đó có thể cho thấy bạn có tính cách khó đoán và thích phiêu lưu.
Những người thích tư thế ngủ này thường bộc phát, dễ xúc động và nóng nảy. Họ bị thu hút bởi sự phấn khích và đôi khi có thể ủ rũ hoặc thiếu quyết đoán. Những người kê cao chân khi ngủ cũng có xu hướng năng động, thích cạnh tranh và rất lôi cuốn. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, thích trở thành trung tâm của sự chú ý và quan tâm sâu sắc đến những người thân yêu của họ. Còn nếu bạn ngủ ở những tư thế khác nhau, chứ không phải một tư thế, thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn có một tính cách đa diện, ẩn sâu mà thậm chí chính bạn cũng không hiểu hết. Bạn thích ngủ ở tư thế nào nhất? Bạn thấy tư thế ngủ của mình có liên quan nhiều đến tính cách của bạn hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ với mọi người về điều này nhé! Roll up to the party, 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 roll up to the party.